đau quá. Sao không tránh ra? Tát, người bạn quý giá. Vui lòng xếp hàng. Có chưa? Của quý khách, của quý khách đi. Lâu thiệt đó. Đứng nãy giờ lâu rồi đó. Không biết cái gì nào đây. Cậu ở đâu vậy? Chúng ta sẽ chơi game ở nhà mình mà. Sao chưa tới nữa? Hôm nay mình thấy không được khỏe. Ủa, bệnh ở đâu? Mình nghĩ là mình bị cảm lạnh thôi à. Mình bệnh nên mình cần phải ở nhà nghỉ ngơi. Nói chuyện với cậu sao hả? Thế cậu đúng là em bé to xác đó. Xin lỗi Will, nhưng mình không cưỡng lại được. Mình chỉ muốn ăn thử loại pizza mới này thôi. Loại bánh pizza vũ trụ Dino mới của tôi đó. Không còn nhiều đâu. Cô quý khách. Cảm ơn nha. Bánh đây. Hey, cái cuối cùng đây. Chúc ngon miệng. Cuối cùng thì... là theo alo. Đây là nhà cậu hả? Cậu nói dối tớ. Cậu nói cậu bệnh ở nhà mà. Mình xin lỗi cậu. Mình chỉ muốn ăn thử loại bánh pizza mới này thôi. Mình biết nếu mình nói với cậu thì cậu sẽ không cho mình ăn. Mình có xinh xinh pizza, sao cậu lại ăn Dino chứ? Không bạn. Mình xin lỗi Bill, nhưng mà Dino pizza thật sự rất là ngon. Thật hả? Vậy thì bỏ đi đi đồ béo. Không, Dino pizza. Sao cậu lại xấu tính vậy hả? Bỏ thì cậu ra luôn á. Đồ béo, cậu ấy đúng là đứa xấu tính mà. Giờ mình chưa kịp ăn thử pizza gì hết trơn. Ngươi muốn ăn pizza không? Muốn. Trước tiên ngươi phải giúp ta đã. Sao Tech lại nói dối như vậy chứ? Dino pizza không. Mình quá đáng rồi. Hồi nãy thì mình sẽ cho cậu cơ hội xin lỗi mình vì nói dối nên xin lỗi mình đi ha. Nè, cậu bị đau đâu hả? Hết rồi hả? Chắc vậy. Đi được chưa? Bill, tôi đi đây. Quái thú robot, nhanh lên đi. Được rồi. Wow, một con khỉ đầu khổng lồ. Hả? Phải cản lại, mọi người đang gặp nguy hiểm đó. Không phải lúc ngưỡng mộ đâu. Được rồi, bậc thầy Red sẽ đến ngay. Tyranno biến hình. Sẵn sàng biến hình. Thần thần đại đô chỉ lại. Tài tiến hóa đến đây. Biến hình. Sừng chi chớp. Cố đáng cực khổ. Đạn phá tròn.
Nè, tôi dừng lại đi. Chuyện gì vậy? Ted, đó là Ted. Ted đó, bạn của tôi. Ai? Ted à, dừng lại đi. Ted. Bill. Đó là Ted đó. Cậu nói gì hả? Con khỉ quái thú robot đó là Ted. Hả? Tanna. Tanna. King Plasma. Bill, ra khỏi đó mau. Red, chặn hết lại. Rồi biến hình. Chiến binh chỉ đại. Đấu sĩ Mega đi. Rồi. Sao lại đến đây vậy? Không còn thời gian đâu. Chú ơi, con cần một pizza vũ trụ ngay bây giờ. Pizza. Không phải pizza. Chết, dừng lại. Làm ơn đi mà. Thôi đi mà. Cậu cứ chờ mình đi Ted. Mình sẽ đến ngay bây giờ. Chơi xong. Không thể cản lại được nè. Nhưng mà chúng ta không thể làm Ted. Tôi không thể di chuyển được nữa. Ta sẽ giúp con được đai đô chân của bậc thầy đai đô. Dù ông tôi, thì ra là ông kế chuyện. Sao ông lại lợi dụng trẻ em như vậy? Thật là ngoan cố. Ta ngoan cố sao? Đúng là đứa trẻ ngốc nghếch. Kẻ thù đứng trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không làm được cái gì hết. Bị tình bạn giành sẽ, đây chính là điểm yếu của ngươi đó. Giải quyết các bậc thầy đại đô và bạn chân nhớ về đây cho ta. Hết. Miu, vô ích thôi, sẽ thiện đang. Là mình nè, người bạn tốt nhất của cậu đây. Mình là Bill nè. Xấu xa, xấu xa. Bill cẩn thận. Pizza. Dù không ngon bằng xinh xinh pizza, nhưng mình sẽ không nói gì nếu như cậu muốn ăn thử nó đâu. Tụi mình hãy cùng nhau ăn nha. Vì chúng ta là bạn bè mà Ted. Ôi trời, tránh ra đi. Các cậu bị phức. Cẩn thận Miu.
Di chuyển được rồi. Năng lượng hắc ám yếu đi rồi. Bill, hôm nay nhìn cậu không khỏe hả? Chết. Chết à? Không thể tin được. Thắng cả năng lượng hắc ám. Đây là sức mạnh của tình bạn sao? Ngươi không thể chia rẽ tình bạn đích thực được đâu. Dù bóng tối, ông đã lợi dụng tình bạn quý giá, không tha thứ được đâu. Đại bác đuôi đạn quá. Bill, đi thôi nào. Đi đâu? Đã chơi game thì phải ăn pizza chứ. Hôm nay mình không nhường đâu. Chờ mình với. Nhìn ngon đúng không? Pizza sẽ ngon hơn nếu được ăn cùng bạn bè. Vậy giờ mình đi được chưa vậy? Được. Được, đến phút mặt chính. Đi tìm phù thủy Phương Bắc. Còn quái thú này, bọn chúng không thấy đói hay muốn nghỉ mệt chút nào sao? Nè, cậu cứ chờ đi, chúng không theo kịp nữa đâu. Regina, bọn quái thú chúng sắp đuổi tới rồi. Xa được một chút thôi à. Hả? Đây là cái gì vậy? À, dạ. Nè. Cẩn thận chứ. Nè, cậu mau đi thôi. Tôi đã làm gì cậu đâu. Ném nó ra đi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dùng thần sấm trai. Được đó. Trai biến hình. Chú bảo khởi động. Đại thù chỉ đại trai. Thần sấm hợp nhất. Sẵn sàng chưa? Ông Giáp Trion chuẩn bị đấu quân thanh. Chuẩn bị tái chào vũ trụ. Được thôi, mau tấn công bọn ta đi, đám quái thú. Yeah, các người sẽ hối hận vì dám khiêu chiến.
nữa. Ha ha! Các người đuổi theo ai vậy? Tới lúc chiến đấu rồi. Bọn nhóc ngu ngốc thật là ngoan cố. Các ngươi sẽ không tài nào thoát khỏi tay ta đâu. Phun lửa! Chuẩn bị đi vào ngõ hẹp. Tài ra đồ phi hình. Tia lửa cực xuất mạnh. Nhìn xem, chúng không hề hấn gì hết. Hả? Rakina! Rakina! Ta giúp chúng ta. Hả? Quả bóng hình như nó giữa đây mà. Hả? Được rồi, tôi tin cô. Hay lắm. Chờ đã, cô ta đi đâu vậy? Hả? Ở đó là căn cứ của phù thủy phương Bắc mà. Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng có thể tìm được Emily. Nhanh quá rồi, chặn chúng lại đi. Cái gì vậy? Rakina. Ôi không, không nhúc nhích rồi. Sau cuộc chiến hôm nay, chắc là Trigon bị thương nặng lắm rồi. Cứ chờ đi, đây sẽ là nóng mồ của các ngươi. Không được rồi, không được, không thể dừng ở đây được. Hả? Hả? Chúng ta đã tới bước này rồi, không được bỏ cuộc. Rex, Arkhan. Vô dụng, các ngươi đang muốn tìm cách bỏ trốn thì sao? Ngươi có thấy mệt không hả bậc thầy Dino? Ngươi không thể chạy trốn nữa, ngươi buộc phải chiến đấu với ta. Đi đi Red, mau đem Trion đi. Tôi sẽ gặp lại cậu sau. Một mình cậu sao? Gặp phù thủy phương Bắc quan trọng hơn đó. Arkhan. Hả? Công chúa Rakina, nếu như lúc đầu ngươi chịu giao chuông bảo cho ta, thì ngươi đã không phải gặp những chuyện này rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy cái chết của bậc thầy Dino. Từ bỏ đi. Ta biết ngươi rồi, ta không sợ ngươi đâu. Ta sẽ chiến đấu với ngươi tới hơi thở cuối cùng cùng bậc thầy Dino. Rakina, không cần lo. Bậc thầy Dino Red xưa giờ rất mạnh mẽ. Thầy Dino, biến hình.
Lấy cái gì? Chiến đấu coi. Được rồi, mau tiến lên nào. Hả? Wow. Hả? Gì? Gì vậy? Đây là sức mạnh của phù thủy phương Bắc. Vô bóng tôi. Thật không ngờ sức mạnh đó tại sao vẫn còn ẩn giấu trong hành tinh Gaio. Mau kết thúc luôn đi. Rex, giờ đã. Akan. Ừ. Phun lửa. Bọn nhóc ngu ngốc kia. Rồi thế giới này cũng chìm vào bóng tối. Chỉ là sớm hay muộn. Không bao giờ có chuyện đó nếu bọn ta còn sống. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Ta lại cảm thấy là nó kết thúc rồi. Tạo gián. Ngươi là phù thủy phương Bắc sao? Tập 10, Emily quay trở lại. Lạ quá. Có phải là... Nhìn nó giống như một cái bánh hấp khổng lồ vậy. Wow. Hả? Là cậu, cậu tới rồi. Mình nhớ cậu lắm. Tôi không thở được. Nè nè, chị gái à, sao lại ôm tôi vậy chứ? Mình là Rex, Emily. Quản lý Dino Emily đó. Hả? Hả? Emily. Emily. Tôi không chắc chị có phải Emily. Hả? Cái đó là của Emily. Hả? Sao tự nhiên cậu cao lớn vậy nè? Tôi nghĩ là Emily xuyên qua cánh cổng cùng thời gian với hòn đảo Dino. Và thật không may, chúng ta đáp xuống hành tinh Dino 10 năm sau đó. Wow, thật là tuyệt vời. Không ngờ lại được gặp lại cậu. Và bây giờ chúng ta lại là một đội rồi. Hả, cái này tờ rơi mọi người tìm cậu đó. Ừ, mình biết cậu sẽ tới tìm mình mà. Suốt 10 năm qua, mỗi ngày mình đều tin như vậy. 10 năm sau? Nghĩa là sau khi vô bóng tối chiếm hữu hành tinh Dino hay sao hả? Làm sao cậu sống sót được vậy? Thiệt ra... Hả? Hả? Rồi. Hả?
đâu vậy? Hả? Nè. À. Được rồi. Kể từ đó, mình với Roro cùng nhau chờ. Và cuối cùng thì các cậu đã tới rồi. Rex và mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ồ, vậy là tên nhóc này sửa được mọi thứ. Vậy phù thủy phương Bắc đâu? Chỉ có người đó mới biết vị trí của Kanidi. Phải gặp người đó để cứu cả hành tinh. Thiệt ra là mọi người đang ở trong chỗ đó rồi đó. Phù thủy phương Bắc không phải là người, nó là tên của con tàu này. Cái gì? Đây là phù thủy phương Bắc sao? Là một con tàu sao? Vậy là để hồi phục lại hành tinh Đai Đô chính là... Chờ đã, gì vậy? Hệ thống vũ khí không hoạt động, chúng ta không thể tấn công rồi. Rồi giờ mình phải ra ngoài sửa nó mới được. Hả? Không thể nào. Dù bóng tối, đừng trốn nữa, hãy mau ra đây đi, bậc thầy Đai Nô. Thiệt là Akan. Phải ngăn chặn hắn. Emily, hả? Chờ ở đây nha. Đừng đi lâu quá đó. Rồi. Tyranno biến hình, chuông báo khởi động. Thần sấm Dino vĩ đại, Tyranno hợp nhất. Dù bóng tối, người thật phiền phức. Đây là cơ hội cuối cùng, nghĩ lại đi. Mau giao viên đá thiên hà ra đây, ta sẽ tha cho ngươi và các bạn của ngươi. Không, tôi có những người bạn Dino luôn ở bên tôi. Tôi sẽ bảo vệ bọn họ và hòn đảo tới giây phút cuối cùng. Ta nghĩ quá nhiều rồi, nhưng được thôi, nghe đây. Số phận người vốn dĩ nằm trong tay ta, ta sẽ nghiền nát các ngươi. Hả? Đau quá. Sao không tránh ra? Coi chừng Rex, cậu cần phải tập trung. Vua bóng tối đã mạnh hơn lúc trước. Rex, chế độ chiến đấu. Tyranno biến hình. Rồi, biến hình. Chiến binh chỉ đại. Mấy cái đi chiến đấu. Rồi. Nó chuyển thành hàng trăm mũi tên rồi. Thiên chắn Lasma. Không thể nha. Leo 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 hụt rồi. Nếu bỏ cái này ra thì phù thủy phương Bắc có thể hoạt động lại rồi. Mau lại đây nào, tên to xác. Mau tránh ra nào. Nhanh! Đại bác đôi đạn phá. Rex.
các ngươi sẽ phải hối hận. Ngôi chân. Hả? Nè, nó bay đi đâu vậy? Emily. Hay lắm Jojo, làm được rồi đấy nè. Hả? Không, Jojo. Không. Hả? Ôi không, Emily. Mau thả ta ra ngay. Người chọn đi Red, cơ hội cuối cùng. Nếu người giao viên đá thiên hà ra, ta sẽ để con nhỏ này sống. Red, đừng tin hắn. Không tin hắn ta được đâu. Red, đừng đưa cho hắn ta. Mình không sao, còn phải cứu hành tinh Dino đó. Ôm ao quá. Nếu như tôi giao ra, ông sẽ thả cho Emily đúng không? Ta hứa danh dự với ngươi. Ta biết ngươi sẽ không phản bội lại bạn của ngươi đâu đúng không? Arkane, hãy coi chừng hành tinh Dino. Red, cô định làm gì vậy? Red, đừng đi mà. Được rồi, thả cậu ấy ra đi. Emily, ta đã giữ lời rồi đó, nhưng chưa xong. Ngươi dám làm gãy sừng của ta, trả giá chừng đây. Không, Chris. 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 11 viên đá thiên hà cuối cùng. Viên đá thiên hà cuối cùng cũng thuộc về ta. Chỉ còn một viên nữa thôi, rồi ta sẽ lấy được nó thôi. Và... Chris. Năng lượng bóng tối tỏa ra nhanh quá. Regina, mau đưa Red đến nơi an toàn đi. Tới chỗ phù thủy phương Bắc đó. Công chúa, xin hãy đi đi. Sau đó chúng ta sẽ hội ngộ cùng với nhau. Tôi không bỏ chạy đâu. Tôi sẽ không bỏ đi một lần nữa và bỏ bạn bè của mình gặp nguy hiểm. Arkane, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ viên đá thiên hà và quy gối trước chúa thể Cosmos đi. Ta là bậc thầy Dino, ta sẽ không bao giờ quy gối trước bóng tối đâu. Để con người mạnh miệng được bao lâu? Dạ. Emily, phải đưa Red tới nơi an toàn. Emily, chăm sóc cho Red. Chúc may mắn. Lo được, cậu phải bảo vệ họ. Đi đi. Người đúng là đồ ngu. Người nghĩ một mình người có thể xoay sở được hay sao chứ? Không.
Emily, Red sao rồi hả? Red, cố lên nào. Ngươi sẽ không thể làm gì được đâu, Akan. Hãy bỏ lũ bạn yếu đuối của ngươi, sau đó dần lấy sức mạnh bóng tối đi. Có được sức mạnh này, khi đó nhà ngươi sẽ mạnh hơn bất cứ ai trên đời. Phải đi đây, chăm sóc Red nha. À, nè, lấy xe của tôi đi. Hả? Nó nhanh hơn Gion nhiều. Nè. Ừ. Trời ơi. Gì vậy? Sao lại? Akan, nguồn điện chính đã hư rồi. Mình sẽ chuyển qua dự bị. Tao phải công nhận là chứng kiến phút giây cuối cùng của bậc thầy Dino thú vị quá. Dừng lại! Hey! Ha! Ta sẽ chiến đấu với ngươi! Công chúa Rakina, ngươi đúng là gan tay trời và thật là ngu ngốc! Một mình có sao? Nếu chúng ta cùng với nhau thì sẽ có thể chiến thắng được mọi thứ! Leo ở đây! Đây chính là thứ mà Red đã đánh thức chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau bảo vệ hành tinh này. Spino sẽ luôn là bạn của bậc thầy Dino. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Chủ ngốc, xuống địa ngục đi. Regina, một mình nguy hiểm lắm. Hey, yeah. Dừng lại nè. Ha. Công chúa Regina, người quả là có dòng dõi hoàn tộc. Ấn tượng khi mà người mang dòng dõi đàn đồ, mọi thứ không nên dừng ở đây.
Sức mạnh này của ngươi, tại sao không phục vụ cho bọn tôi chứ? Không, ta sẽ đánh bại ngươi và trả lại sự yên bình cho hành tinh này đâu. Hình như tất cả những ai còn sống sót trên hành tinh này đều mang một căn bệnh giống nhau. Nhớ cái gì? Chính là căn bệnh của niềm hy vọng. Regina! Cảm ơn. Được rồi, ta sẽ biến tia hy vọng cuối cùng của các ngươi thành nỗi sợ. Hả? Mình muốn xem khuyến mãi nhưng nó nhỏ quá không thấy được. Ôi trời ơi, cảm ơn con trai. Không có gì. Rõ hơn rồi nè. Ôi, cái điện thoại của tôi đã mất tiêu rồi. Một con ác quỷ vui tính sẽ sớm thống trị nơi này. Công chiến, tôi hiểu rồi. Đơn hàng sẽ được giao nhanh thôi. Cảm ơn. Hả? Mọi người đâu hết rồi? Mình sẽ tự làm vậy. Bụng mình đã trống in ỏi rồi. Biết mà, mình có thể sử dụng lỗ thông để lấy pizza. Ý kiến này được đó nha. Sao trước đó chúng ta không thử ha? Try, cậu phải dùng lỗ thông để cho ô liu nha. Không cần lo. Được rồi, mau ăn thôi nào. Hôm nay sẽ cho ra mắt bánh đại trung sinh khổng lồ chay. Đảm bảo sẽ ngon lắm đây. Bánh tới rồi đây. Nóng hổi tươi ngon. Thống trị thế giới. Mỗi lần một cái pizza. Lấy được rồi. Hả? Con sẽ về liền. Đại trung sinh khổng lồ, thông minh quá đi. Nhìn con quái vật này đi, nó làm chui vô miệng mình. Tức lắm trai. Ăn ngon miệng chứ hả? Bánh pizza ngon thiệt đó. Tuyệt vời.
dai. Ồ, cái đó là để đi giao hàng mà mấy đứa. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Wow, cái hộp này bự thiệt luôn á. Không, đừng mà. Cái bánh đâu rồi? Sao lại? Ôi, sao cái dù này nhìn không giống lúc trước là vậy? Vời, thật là tuyệt vời. Tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bằng cái này. Sao một con nít lại nằm giữa đường vậy? Đó là viên đá thiên hà thay đổi kích thước. Ta sẽ làm cho bọn chúng thật khốn khổ. Cậu có bánh xe mà, giao hàng một quán là xong. Nhưng mà mình xin lỗi, mình không biết cái bánh đó của khách hàng. Không sao hết, chúng ta có thể cùng đi giao với nhau. Kai à, chắc ở đâu đó chỗ này thôi. Các anh giúp tôi không làm ơn. Rồi, nhanh lên. Có gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra. Nhìn kìa, ở bên đó. Tôi nhìn rõ quá đi. Có phải viên đá thiên hà không? Ông xem đủ rồi đó. Ôi, Chúa ơi. Thiệt là không ngờ. Không ngờ luôn. Hả? Chắc là giờ chị Thanh bé trở lại rồi. Sức mạnh của viên đá đó hết rồi. Red, hợp nhất nào. Dung bão khởi động. Siêu đẳng. Hả? Sao chúng ta lại ở trên biển? Được rồi, Samosaurus, cho chúng nếm mùi đi. Chỉ cần dậm chân cũng tạo ra động đất, khả năng phòng vệ vượt biểu đồ rồi. Bậc thầy Dino, cuộc chiến phải đến hồi kết thúc rồi đó. Không, 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 không. Mấy thứ nhỏ bé này chỉ vô dụng thôi. Tia sáng cực đại. Ôi trời ơi, mấy tảng đá đó cũng bự nữa. Là sức mạnh của viên đá. Bọn ta vẫn chưa thể hiện xong đâu. Hãy xem sức mạnh thật sự của Samosaurus, loài động vật vĩ đại nhất trên mặt đất. Ôi trời, cái tên này to xác quá. Đáng sợ quá đi. Làm sao bây giờ? Chỉ
cần ta hủy diệt nơi này thì ta sẽ có thể bới tung nó lên để tìm các viên đá thiên hà. Không xong rồi, xây mau sao rết đang tiến về phía thị trấn đó. Hả? Của không. Các cậu, mọi người có sao không? Mình không sao. Khai An đi đâu rồi? Khai An đâu rồi? Nè, tôi ở đây. Hắn đang đi về phía thành phố. Mau ngăn nó lại đi, tôi sẽ theo các cậu sau. Được rồi, mau đi thôi. Vậy nha, gặp ở thị trấn. Hả? Mình chán quá, mất hết sức mạnh rồi. Hả? Hey, có vẻ như bạn người bỏ người lại đây à. Đất đồ. Ôi, mau chạy đi. Đừng mà. Nhập tiên từ đầu nó. Nếu như không chế được thì nó sẽ không thể làm gì được nữa. Red, nắm lấy. Được rồi. Chúng ta sẽ nhắm mục tiêu là đầu của nó. Sẵn sàng chưa? Đi nào! Yeah! Cú chém chân nữa! Chris, số phận người kết thúc được rồi. Somosaurus, tử chúng! Nhanh gọn lẹ nào! Thì Somosaurus tấn công! Sao có nhiều quá vậy nè? Nếu như cậu muốn diệt được nó thì phải loại trừ hết số kia. Không được đâu, chúng đang tới gần khu thị trấn quá rồi. Có nhiều tia bắn quá. Phải tìm cách nào đó xử lý hết một lần thôi. Một lần sao? Ê nha, Trai có thể tạo ra một loạt lỗ thông chỉ với một cánh cổng mà. Nếu như mục tiêu là phía sau con Seymosaurus thì chắc được á. Ừ, hiểu rồi. Nào Trai, biến hình nào. Dạ. Trai, dùng lỗ thông thôi. Dạ, chào chủ. Red, lỗ thông đây rồi, đánh phía bên này. Được thôi. Dung lượng Cephalus thiên hà hợp nhất. Bắn xem đi gà tô sao, hay tên gì cũng được. Người to thì to, nhưng trí thông minh của bạn ta lớn hơn. Nhận lấy. Coi như lần này ngươi thắng bậc thầy đá nô. Tốt lắm Trai. Giúp cậu tạo ra hàng loạt lỗ thông tuyệt lắm đó. Trai thật tuyệt. Hai là số một. Đó có phải là chắc nổ? Bọn bực thầy đai nô này. Chúa tể Cosmosaurus, tôi khẳng định chúng tôi chưa thua đâu. Thiệt ra tôi tin là đó là gì vậy? Quả cầu bóng tối. Thật vinh dự khi được sử dụng quả cầu bóng tối từ chúa tể Cosmosaurus.
một sức mạnh vô địch. Cộng thêm viên đá thiên hà thì sức công phá của nó với hành tinh này thì không thể tưởng tượng. Gaia, có lẽ cô ta vẫn còn làm. Không, không thể nào. Lẽ ra mình không nên nghi ngờ cô ta làm cho Dark Nô. Chưa thiệt đó. Giao hàng xong rồi. Trời ơi, sao mình lại thấy đói nữa rồi. Tôi nhanh hơn rồi. Làm xong rồi đây nè. Chờ một chút nha. Yeah, pizza, pizza. Không thể bỏ qua công thức bí mật của mình. Công thức làm bánh chết người. Ủa? Cô ta bỏ gì trong thứ bánh vậy? Nhưng tại sao? Ồ, hết rồi. Ủa? Cô ta sẽ hạ độc hổ mực. Dừng lại. Cậu cảm ơn ăn không? Bánh bị da cháy thành tro rồi. Xin lỗi các cậu nha. Tự nhiên mình bị ho thôi. Thiệt là tệ quá. Mình không biết các cậu cũng bị bệnh hả? Để tôi làm cái khác cho. Yeah. Có lẽ mình hơi quá nhạy cảm rồi. Okay à, mấy cái này của con hả? Chú thấy ở trong bếp đó. Cái đó. Cái đó. Cũng không có gì đâu. Đó là viên đá thiên hà sao? Hả? Kaya tìm thấy viên đá thiên hà? Không, là bông tai của tôi thôi. Mình cảm nhận được sức mạnh của viên đá thiên hà. Kaya, chúng ở đâu vậy? Hả? Cái này chỉ là... Wow, chị giúp tụi em tìm hai viên đá thiên hà sao? Thật tuyệt vời. Mà mấy cái này để làm gì vậy? Thôi chờ đã. Ủa? Đó là của tôi. Nhưng mà Kaya, cô mau nói đi, viên đá đó ở đâu ra chứ? Nhưng tôi... Kaya, hôm đó tôi thấy chị nói chuyện với Dark Nô. Hả? Thiệt hả? Không thể nào. Không biết à. Không phải chứ. Có phải chị vẫn cần làm việc cho Dark Nô không? Tôi biết chắc mà. Cô ta không thay đổi chút nào hết. Chờ đã. Chỉ là sức mạnh của tôi có thể... Hả? Sao? Bây giờ? Đó là chuông báo. Bác ra chắc là đang ở gần đây. Đi thôi. Kaya, chị vẫn là bạn của tụi em. Gặp lại sao? Dù Red có nói gì, nếu cô vẫn còn giúp đỡ cho bọn chúng, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Có chuyện gì vậy? Chắc là phải ra âm mưu gì đó. Sẽ nói gì vậy? Chuyện gì vậy? Bảo tới rồi. Cái đó là gì? Thấy thì không giả. Sao tự nhiên tôi lại thấy buồn ngủ vậy nè? Tự nhiên mình thấy trong người mệt quá đi. Xem đột nhiên năng lượng của trái đất lại bị rút cạn đi tới một nơi khác. Mau đi xem thử. Đúng rồi. Hay. Kaya, ánh sáng đó là gì vậy? Ngươi đã bị bộ nhóc con đó lừa rồi. Không hề. Họ đều xem tôi là bạn mà. Sức mạnh thật sự không cần cái gọi là bạn bè. Nhưng mấy cái này sẽ có ích đây. Nè, chờ đã. Ta sẽ hồi sinh sức mạnh cho nhà ngươi. Ôi trời ơi, sao thời tiết trở nên đáng sợ vậy nè? Bóng tối, nó sẽ nuốt chửng mọi thứ ở đây. Cái gì? Ý cô nói vậy là sao hả? Sao nghe có vẻ kinh khủng vậy chứ? Ôi, chắc phải đi ngủ quá. Cái chuyện gì xảy ra vậy? Có vẻ như là năng lượng trái đất đang bị thứ gì đó rút cạn rồi. Chúng ta phải hành động. Đi thôi Red. Chào đó, pha ra. Chuông báo khởi động. Chuông báo khởi động. Đi rừng của siêu khủng.
đi, hoàng đế chiếu đẳng. Cái đó là cái gì? Nó to quá. Là Patra. Là Patra. Sắc mặt bóng tối này đáng sợ quá. Ồ, mình cảm thấy con hồ sầu rất đang ở gần đây. Patra, đó là gì? Đây là quả cầu bóng tối. Nó cũng lâu đời như vũ trụ này vậy. Nó là con mắt thứ ba của Cosmosaurus. Nó có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng trong vũ trụ này. Chuẩn bị đi, và rồi các ngươi sẽ sớm chìm trong bóng tối thôi. Cái gì vậy? Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ biến thành hành tinh chết. Hả? Không xong rồi. Không cần lo, để bọn mình. So với sức mạnh của chúa tể Cosmosaurus thì hai ngươi chỉ là con kiến bé nhỏ thôi. Tại sao? Con rắn bự quá. Kết, đó là con Deinogiga Titanoboa. Cẩn thận nha, hàng nhọn của nó nguy hiểm lắm đó. Chúng ta có thể ngăn nó lại, không thành vấn đề đâu. Vốn có câu thùng rỗng kêu to, Titanoboa giết cảnh hiểm độc. Nè, gì vậy? Nóng quá, nó làm tan chảy thanh kim. Chất độc của nó dính vào chỗ nào thì sẽ làm tan chảy thứ đó đó. Ôi chừng. Hay là chúng ta tấn công từ hai phía đi. Được đó, vũ chém rực lửa. Bắt được ngươi rồi. Nhận lấy nè. Từ bỏ đi. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Rắn không cửa tay. Vậy mấy thanh kiếm này từ đâu ra? Nhìn gớm quá đi. Sao chịu từ bỏ rồi à? Ngươi sẽ chứng kiến trái đất diệt vong. Red, Akan, mọi thứ đã biến thành bóng tối ngày càng nhanh hơn rồi. Ôi không. Được rồi, mau tiêu diệt con Titanoboa này đi. Được đó. Diệt plasma. Phun lửa. Thật là đáng ghét. Ngươi muốn vậy chứ gì? Thiệt lì lợm, ta sẽ làm ngươi không bao giờ có thể thoát được. Cú phun Titano. Nóng. Nóng quá, mình không di chuyển được. Không. Cú phun Titano. Okay, còn nhanh hơn chút đi. Nọc độc của Titanoboa có tác dụng làm tê liệt mọi thứ. Khi đó người sẽ cảm thấy tê cứng. Cosmosaurus sẽ thống trị toàn bộ thế giới này. Ngươi không thể nào ngăn cản ngài ấy đâu. Mình không biết phải làm sao để mà họ thoát ra hết. Không xong rồi. Tất nhiên rồi,
ngươi lại chứng nào tật nấy. Kaya. Kaya, nhưng sao? Có nghĩa là chị ta à, tôi biết cô sẽ phản bội mọi người mà. Kaya. Biết là cô sẽ phản bội mọi người mà, Kaya. Hay lắm, y như ta dự đoán. Cha cha, người đẹp gì lụa mà. Cuối cùng ngươi cũng chọn được con đường cho mình rồi. Xem đây, sức mạnh của quả cầu bóng tối. Tất cả mọi thứ đều sinh ra từ bóng tối. Chúng ta sẽ về với bóng tối. Quay về với bóng tối nguyên thủy của vũ trụ này đi. Thiên thần bóng tối Kai à? Ta không phải thiên thần bóng tối. Hả? Ta là đầu bếp pizza Dino Kai à? Ta tới đi ngăn cản ngươi và cứu các bạn của ta. Hay quá, di chuyển được rồi. Hả? Sao họ làm được chứ? Kaya, chị ấy tìm cách đang phân tán sự chú ý của Petra. Hoa, Kaya, hay lắm. Cô ta không phản bội chúng ta sao? Ai cho ngươi đụng vào con mắt thứ ba của chúa tể Cosmo sao rớt đồ phản không. Bội? Ta vốn không hề phản bội ai hết. Kaya! Kaya. Kaya. Chị có sao không? Tôi không sao. Kaya, tụi em cứ nghĩ chị phản bội, tụi em sai rồi. Vừa rồi nguy hiểm lắm đó. Không sao. Thật xin lỗi vì tôi đã không tin cô. Chúng ta chưa thắng đâu. Người dám Cosmosaurus, hãy cho chúng thấy sức mạnh. Bộ mặt thật của Titanopole. Hả? Nó không còn là con rắn nữa rồi. Red, tôi nghĩ thứ này thực sự rất mạnh. Có chừng đó. Không cần lo, nó sẽ không có cơ hội thắng chúng ta đâu. Thử xem. Đại bác Cosmo. Wow, thứ này ghê gớm thiệt nha. Tới lúc hủy diệt rồi. Sẽ sớm chầu trời thôi. Red, tôi tới đây. Đi xe. Thử cái này xem. Bảy Cosmo. Bậc thầy Dino, so với sức mạnh bóng tối, ngươi chỉ là con bọ nhỏ thôi. Lại một lần nữa, Pyron phạm sai lầm rồi. Ngươi còn xứng đáng nhắc tới chủ nhân Pyron của ta. Ta nghĩ các ngươi cũng có kết cục giống tên Pyron đó thôi.
Hả? Ừ. Cây Các cậu. Red. Bọn ngu ngốc, hãy nếm thử sức mạnh của chú tể Cosmo sau Red đi nào. Không, vẫn còn thời gian mà. Hả? Viên đá thiên hà, đi nào. Cái đó, viên đá thiên hà. Cái A biến thành con nít rồi. Cái làm cho viên đá thiên hà biến mất. A khách, viên đá thiên hà có thể gây ra nỗi đau, nhưng biết đâu nó có thể giúp ta. Điều hoàng đế siêu đẳng đã được nâng cấp rồi. Wow. Hình như là Akash đã dùng viên đá thiên hà để nâng cấp đi hoàng đế siêu đẳng. Được rồi, lưỡi hái tự thân. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng, nhưng bóng tối sẽ luôn chiến thắng ánh sáng. Ngươi cứ ở đó nói về bóng tối ánh sáng đi. Công lý luôn luôn đúng. Và vấn đề ở chỗ ai mạnh hơn mà thôi. Có một thứ đã được sinh ra từ thuở sơ khai. Ngọn giáo Cosmo. Cái gì? Akash, cú đã thật ngầu quá đi. Atra, đến lúc ngươi phải đền tội rồi. Thật sao? Titanoboo, xử lý bọn nhóc phi phức này và kết liễu bọn chúng đi. Có chuyện gì vậy? Atra, mau thôi đi. Người tới số rồi. Lưỡi hái xung kích. Ngươi thích không? Bị một kẻ mạnh hơn như ta đánh bại nhà ngươi. Không thể. Lẽ ra ta phải có sức mạnh của Cosmo sau rết chứ. Người tới số thật rồi. Đã tới lúc. Có gì đó. Akash. Chủ nhân, Akash có gì đó không ổn. Cái gì? Tao phải kết liễu ngươi ở đây. Cút đi. Có lẽ kết thúc rồi. Có chuyện gì vậy? Bắt ra đi rồi. Không còn cảm thấy cô ta ở đây nữa. Akash, cậu quá ngầu luôn đó. Chờ đã Rex, cậu phải quỷ diệt quả cầu bóng tối. Sau đó thì mọi thứ mới có thể quay trở về như cũ. Mình hiểu rồi. Đó là sức mạnh của Commodus. Akash, gì vậy? Sức mạnh này là của ta. Tốt lắm, Akash, hãy sử dụng sức mạnh của nhà ngươi đi. Đắt đâu. Ha 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 ha
bây giờ sức mạnh đó sẽ truyền qua hết cho ta. Đúng rồi, phải vậy chứ. Sao công hoàng đế của Arkane đột nhiên đáng sợ vậy chứ? Hả? Ông giọng người đó. Có phải Đắc Nô không? Đắc Nô? Ông đã làm gì Arkane rồi? Sức mạnh của bạn ngươi giờ đây đã trở thành sức mạnh của ta rồi. Cái gì? Không thể nào. Nhờ ngươi đó Kay à, chỉ có đồ ngốc như ngươi mới giao viên đá ra thôi. Nó sẽ được truyền qua cho sức mạnh bóng tối. Nhưng mà ông, ông lợi dụng tôi. Là tại ngươi dễ dãi quá thôi. Con Arkane lại không đủ sức mạnh để kháng cự. Năng lượng của Arkane đang bị rút cạn. Không thể nào tin được. Giờ tới lượt người phải hy sinh rồi. Arkane, mọi người cần cậu. Siêu đẳng. Đắc Nô. Barbara. Sao giờ lại đưa cái này cho ta? Coi như để là quà tái ngộ của ta đi. Tặng ta con Dino sao? Ta chỉ cần mượn Dino ghi ra của ngươi thôi. Nhưng đổi lại ngươi sẽ có viên đá thiên hà của bậc thầy Dino. Vậy thì tốt. Nhưng làm sao ta tin lời ngươi được đây Đắc Nô? Ngươi không cần lo đâu, Barbara. Hey, Stea ra, chúng ta sẽ làm bạn mãi mãi nha. Cậu xem, bây giờ chúng ta chỉ giao pizza trong một nốt nhạc. Terranoron đã từng gặp nạn vì bảo vệ bầu trời của hành tinh chúng ta. Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay Đắc Nô? Rõ ràng nó đã trở thành một nô lệ khác của Đắc Nô. Thật buồn quá đi. Đừng nói những lời đó. Mọi thứ không đơn giản như vậy đâu. Stera là bạn thân của tôi. Hả? Vậy sao? Anh sửa nhanh nha, bạn đồng hành của tôi đó. Dạ, tủ lạnh của anh sẽ ổn thôi. Tuyệt. Thiệt là tốt tính mà. Cái gì đây? Muốn gì cũng được. Bọn họ thì biết cái gì chứ? Kaya! Chuyện gì vậy? Sao lạnh quá vậy? Có chuyện gì vậy? Gì nữa vậy? Ôi trời ơi! Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Có lẽ... ở bên đó! Băng thiên con lối mòn đó là xuống đây nè. Được rồi, Tyranu, mau đi theo dấu băng nào. Dạ, cậu chủ. Hãy lấy lửa. Phải giúp họ thôi. Đó là cái tủ lạnh của tiệm bánh và viên đá thiên hà. Viên đá thiên hà đó giờ là của ta.
Ngươi không thể thôi đều bám ta sao, Red? Nè Red, mau hợp nhất. Được. Ha, dù báo khởi động. Tyranno biến hình. Ultra đi, gặp mũi siêu khủng. Chúng ta ngầu chưa nè? Bất lý chúng. Ma mút băng giả. Hôm nay ta sẽ kết thúc hồi thứ. Hả? Ma mút có thể đứng được sao? Mới bẻ răng đó hả? Chết! Tiểu Lan có ba cộng với đá thiên hà đã làm cho con ma mút nâng cấp lên đó. Ma mút băng giá tấn công bằng nhà tạo khí lạnh từ vòi của nó. Được rồi, thử dùng lửa xem. Cú chém rực lửa. Khá lắm, nhưng e là không dễ vậy đâu. Tơ ra đu đồn. Ai đâu quen các ngươi, không có cửa đâu. Bão tuyết băng giá. Tyranodon đang gia tăng sức mạnh cùng với thế tấn công của Mammoth. Tấn công. Nè, đừng, té ra. Té ra. Cậu thấy mắt của té ra chuyển màu xanh không? Giống của con nhỏ đó đã làm cho ngươi sao rộng sao. Đừng quên chủ nhân của ngươi là ai. Hắn có viên đá thiên hà thay thế. Đó là cách hắn điều khiển Tyranodon. Akin, đáp mù, mau thôi đi. Ta nói không thì sao? Nè Red, ngăn tình nhảy kia lại. Dạ. Không. Hả? Ôi không, mình không thể cứu cậu ấy. Thái à, nếu Petra thực sự là bạn của cô thì tuyệt đối đừng bao giờ từ bỏ hết. Red đã dạy tôi như thế đó. Hả? Dạ. Dạ. Cố lên Kaya, con có thể làm được mà. Đánh thức Petra đi. Đúng rồi, chúng ta có thể làm cậu ấy nhớ lại đó. Nhớ lại sao? Dạ. Anh Khách, tôi cần nói chuyện với Stera. Lại đây. Dạ. Stera. Hả? Kaya. Hả? Ta biết ngươi là đồ ngu nhưng đừng đi. Đừng nói lời nhảm nhí nữa. Không. Cậu còn nhớ không? Là mình nè. Không được nghe. Ném cô ta đi. Hả? Chúng ta là bạn mà. Chúng ta vẫn luôn là bạn mà. Mình nghĩ là nó ngừng tấn công chị ấy rồi. Kaya đã lay động Stera. Hả? Cậu nhớ ra mình sao? Hả? Nè. Chương báo cửa Akan có thể nâng cấp. Hả? Mình đi hoàng đế siêu đẳng cùng với bản nâng cấp này, nó có thể hợp nhất với Tyranodon. Được rồi, hợp nhất thôi. Sau đó chúng ta sẽ đánh bại hắn. Cố lên nào. Chuông báo khởi động. Cerator biến hình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khủng long vĩ đại hợp nhất. Dino hợp nhất. Kim Hoàng Đế siêu đẳng. Quá, đi siêu đẳng này quá tuyệt vời. Peter, ngươi làm việc cho ta. Đôi cánh thế ra. Ngươi đúng là kẻ cứng đầu. Đi sáng. Đi sáng cũng được nâng cấp trời. Quá lợi hại. Con dài nô đó là của ta. Ta sẽ không nghĩ như vậy đâu. Lên nào. Giáp của thường ta hả? Điệp Plasma. Wow, giống con chim vậy. Chắc là khủng long chim hả? Chân đi hoàng đế siêu đẳng đón hầu. Ghê luôn, tuyệt lắm. Chúng ta đã làm được rồi. Dagno, Padra, Cosmo Sao Rush. Chúng thua rồi. Chúng ta làm được, ai chịu thấy túi nào. Các người cứ việc ăn mừng đi. Hành tích này sẽ sớm thuộc về ta thôi. Xem ra bậc thầy Dino ngày càng lợi hại rồi. Ngươi được lắm Dagno. Đã tới lúc ta phải ra tay xử lý tất cả bọn chúng. Khác hả? Khủng long ba sừng được biết đến là loài mạnh mẽ và gan dạ. Tên của chúng có nghĩa là thực sự chính là mặt ba sừng. Với trai thì mình không chắc về sự gan dạ, nhưng mà cậu ấy có ba sừng và còn biết cử động. Đại loại vậy. Emily, mình đã làm gì cậu sao? Rez, cậu ta rất là ngốc. Quá đẹp. Emily. Chào lũ ngốc. Emily hành động lạ quá. Đúng vậy, có chuyện gì vậy ta? Yo, nhìn thật ngầu, phong cách mới của cậu hả? Shaper, thật là xinh đẹp.
Sao? Ai vẽ này lên mặt cậu kìa, Cyber? Hả? Làm gì hả? Hả? Ai làm chuyện này vậy? Cậu, cậu mau nói cho mình biết đi. À, tụi mình vừa thấy Emily chạy ra khỏi đây đó. Nhưng mà Emily không làm mấy cái chuyện này đâu. Hả? Emily? Lại đây. Chuyện gì vậy? Bên đây nè. Đây, lần đầu tiên tôi làm pizza, muốn thử không? Cô làm hả? Cậu đừng có nghi ngờ nữa, hãy thử đi. Được rồi. Hả? Thấy làm sao? Có ngon không? Không tệ. Nhưng mà nó cay quá. Thật hả? Đây là lần đầu tiên tôi tự làm. Tôi cũng thử một miếng nữa. Bởi vì tôi vô cùng thích nó đó. Hả? Mình là đầu bếp giỏi. Thật tuyệt vời. Hả? Nước sốt cay. Mình đâu có thêm nó. Cậu có sao không? Cay quá đi. Bực quá đi. Mình đâu có làm mấy chuyện đó đâu. Emily, cô phá hoại bánh pizza của tôi phải không? Hả? Không đời nào, không phải là tôi. Cô vừa cho tôi xem. Đồ nói dối. Nhưng đó không phải là tôi. Emily, cậu làm mình té đau lắm đó. Dạ, cái này không hề hợp với mình chút nào. Hả? Cô ta phá pizza của tôi. Nhưng mà mình không hề làm mấy chuyện đó. Emily. Chào các cậu. Có chuyện gì vậy? Rex à, các cậu ấy nói mình đã làm những việc xấu. Nhưng mình không có. Mình không biết họ đang nói cái gì hết. Nhưng mà Emily. Hả? Sao lại có tới hai Emily? Hả? Có tới hai Emily sao? Đó là ai? Biết rồi. Cô ta đã làm cái chuyện đó. Khoan đã. Đâu mới là Emily thật? Tất nhiên là mình rồi. Cậu phải hỏi nữa hả? Có mà biết được gì, hai cậu giống nhau quá. Nè, đó không phải là gương của Emily sao? Hả? Đúng vậy. Hả? Đồ giả mạo kia, đó là của tôi. Không, Chris là của tôi. Ê, nè, khoan đã. Được không? Tôi dựa theo kinh nghiệm của tôi, kẻ đáng ghét mới chính là Emily thật. Đúng vậy, tôi chính là Emily thật. Nhưng sao kẻ giả mạo đó lại xuất hiện chứ? Nè, nó là tác phẩm của viên đá thiên hà sao? Có một viên đá thiên hà trên cái gương kìa. Hả? Cái gì? Biết ngay cô ta xấu mà. Cậu đã giải được bí ẩn. Nè, cô ta bỏ trốn. Quay lại đây. Cảm ơn chị đã tìm ra nó. Pasha, Red, hợp nhất đi. Được rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Tyranno biến hình. Senator biến hình. Bắt chúng đi, khủng long Codipteris. Trên gương đã tạo ra cho nó một cái đuôi lấp lánh như vậy đó. Dù là gì thì gương sẽ mở. Cầu lửa. Nó làm lệch hướng tấn công sao? Codipteris, hãy mau trừ khử chúng đi. Tia sáng. Ôi trời, nó không có tác dụng. Không, nó nhanh quá.
Cảnh bên ra, tia sáng. Cản nó lại. Nhận lấy. Đông vũ lấp lánh. Vậy sao? Muốn dẹp cực lửa. À, nóng quá. Chuyển đổi, tay gồ. Mấy em đã. Tốt lắm. Nếu chúng ta tấn công từ hai phía, nó không thể dùng cương cản lại được. Muốn chém hết ma. Chuyển đổi, Saber. Hãy thử cái này. Cú đập chết tiệt. Hãy dùng tấm chắn lấp lánh. Đã đến lúc nghiền nát mấy con bò sống này rồi. Sử dụng gương. Ê, là mình đó. Mình ngầu quá. Hả? Nè, thôi nào. Tôi ơi, tại sao mình lại làm như vậy? Được rồi, tiền chết. Rớt. Nhận lấy. Trôi cánh phải ra. Cản hắn. Ngươi đã nhìn thấy vẻ ngoài đẹp mắt của ngươi chưa? Đó có thể là thứ cuối cùng ngươi được nhìn thấy. Trôi cánh phải ra. Anh cần. Thật là tệ. John, nếu chúng ta che các tấm gương đi, những hình nộm ngu ngốc đó không thể thoát ra nữa. Phải. Anh cần sử dụng ma mút băng da. Chúng ta có thể sử dụng không khí lạnh để mình làm mờ cái tấm gương. Được thôi. Lên. Ma mút băng giá. Thiên hà biến hình. Bắt đầu thôi. Không khí băng giá. Cậu làm tốt lắm. Bây giờ để tôi. Vũ đặt chích điện. Cái gì? Hả? Cẩn thận với các cảnh sát nhọn xung quanh nhà bên ra. Dịch cắn rực rỡ. Ha ha, đã đến lúc cho phần thú vị. Các cậu thật tệ. Các cậu không biết đâu mới là mình sao? Cả hai cậu đều. Tôi phải nói sao đây? Không phải tụi mình không thể phân biệt được. Mình biết. Cậu dễ thương hơn Emily giả. Họ giống y chang mà. Tôi biết điểm khác biệt. Tôi không quan tâm. Không phải sẽ rất vui nếu có tới hai Emily sao? Chúng ta sẽ có gấp đôi người quản lý Dino. Hả? Phải. Mình chứ hai chị. Thậm chí là ba. Hoặc hơn cỡ 20. Ai, việc tìm kiếm viên đá thiên hà thật là chán. Para luôn tìm thấy chúng trước chúng ta. Mình ít chỉ có một cách dễ dàng hơn để mình tìm ra chúng ở đâu. Cái gì? Ê, chờ chút. Sao vậy? Mình thấy có gì lấp lánh đằng kia. Hả? Đá thiên hà hả? Wow, thử tưởng tượng nếu cậu tìm được nó. Đi thôi. Nè, đá thiên hà ơi. Red, đi xuống nhanh lên. John, cậu nhìn thấy nó ở đâu chứ? Mình không nhớ ra. Thấy rồi nè. Hãy tìm trong đống rác này. Nó không có ở đây. Gì quá đi. Mày đang ở đâu, đá thiên hà ơi? Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được đá thiên hà đâu. Có thể là John đã tìm nhầm rồi đó. Mình chắc là mình đã nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh. Nè, chúng ta phải no bụng trước khi tìm kiếm. Đi ăn pizza thôi. Red, nó có lý đó. Tôi muốn ăn pizza nó. Nè, chờ mình với. Pizza. Chờ mình với. Nè, các cậu có nghe mùi lạ không?
Chắc là do miếng phô mai cũ quá. Cô nói gì? Tôi lúc nào cũng dùng nguyên liệu tươi hết đó. Nhưng mà cô nói đúng là có mùi lạ rồi. Cho các cậu thấy rồi hết chưa? Chưa luôn. Mình chưa? Vẫn chưa. Chúng ta vừa mới lục lọi trong đống rác đó. Các cậu đào bới trong đống rác nên có mùi lạ trên người là đúng rồi. Vậy mùi này là của mình hả? Không đâu, rác có mùi hương rất là thơm. Không chỉ là mùi đâu, vi trùng từ rác có thể gây bệnh cho các cậu nữa. Đó là do cậu nghĩ thôi. Bậc thầy Dino này không bao giờ bị bệnh đâu. Đúng rồi, thứ rác đó làm gì được ta chứ. Thật là trẻ con. Nhưng mà mình không ngửi thấy mùi gì hết. Hả? Thiệt hả? Mùi đó rất ghê. Không phải mùi pizza của Red sao? Xin chào, hàng đây. Mama Mia mùi gì vậy? Hai cậu ấy vừa từ bãi rác về đó. Để con giúp chú giao pizza cho nha. Cảm ơn, hãy giao tới bảo tàng nha. Stigo, đi giao thôi. Yeah. Còn các cậu hãy mau đi tắm và thay đồ đi. Được rồi. Cái mùi đó biến đâu mất rồi? Đúng vậy. Tuyệt, vậy mình không cần thay đồ. Cái mùi gì? Sao kinh vậy nè? Cái mùi gì kinh dị vậy nè? Có phải là từ mình không? Mình còn hôi sao? Mình không ngửi thấy mùi gì hết. Stigo, cái mũi to của cậu có lúc nào hoạt động được đâu. Có vẻ như một viên đá thiên hà khác là sắp về tay ta. Cậu chủ Dung Bảo. Hả? Đi thôi. Ok. Stigo, mình nghĩ là cái mùi đó càng lúc càng trở nên tệ hơn đó. Rồi, mình không thể hiểu cậu nói gì khi cậu cứ lấy tài bịt mũi như vậy. Nhìn kìa, mọi người đang bỏ chạy. Có gì đó nguy hiểm đang xảy ra. Sao, nguy hiểm hả? Chờ một chút nha. Còn khói hả, cháy ở đâu vậy? Khoan, nó phát ra từ chân của mình. Có phải là do chân của mình có mùi không? Mình nghĩ là có chuyện đáng sợ đang xảy ra. Ban Trang, trận chiến của các ngươi không phải là thứ duy nhất bốc mùi. Viên đá thiên hà đó thuộc về ta. Thằng nào biến cả. Dừng lại. Chỉ còn một mình ngươi. Xin chào viên đá nhỏ. Tuyệt lắm. Một sự bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập đá của ta. John, cậu có sao không hả? Patra, người không được động tới các bạn của ta. Tốt lắm, khủng long Gorgosaurus. Tyranno biến hình, Ceratol biến hình. Ha, khủng long vĩ đại hợp nhất, đi chụp mũi siêu khủng. Khủng long vĩ đại hợp nhất, đi hoàng đế siêu đẳng. Patra, đi thôi. Ta muốn thấy cố gắng của các ngươi. Người thân chủ là một kẻ xấu hôi hả, Patra? Tiên sáng! Aken! Cố kiếm rực lửa! Một nỗ lực thảm hại kia. Cái gì? Hả? Ủa?
Ngươi biết cách chuyển động cái này chưa? Dễ thương quá. Biết giờ tới khi ngươi biết nó là gì. Quả bơm bốc mùi khủng khiếp. Trời ơi, mình sẽ bị bệnh mất thôi. Đó là khi bốc mùi trong mặt của Dan đâu. Không chỉ có mùi khó chịu, nó còn khiến cho các cậu mất khả năng kiểm soát. Nè, các bậc thầy Dino, hãy tận hưởng mùi của cái chết. Red, nếu ta hợp được tấn công, nó sẽ không thể tung khí ra đâu. Được, vậy cũng được. Google Saurus, cú đá hai quả bơm bốc mùi. Đây là thứ mùi kinh khủng nhất mà mình từng chịu đó. Nỗi khổ của các ngươi bây giờ mới bắt đầu đây. Đừng mà. Mình không ngửi thấy gì hết. Đúng rồi, mũi của Stiegel không hoạt động. John, các cậu, tôi sẽ tự lo liệu việc này. Rồi cánh thế ra. Mình vẫn còn sống mà. Mau chuyển đổi Stego đi. Ok. Để cho mình chuyển đổi Stego. Gorgosaurus không cần nhẹ tay với bọn chúng. Tấn công chúng bằng khí hôi một lần nữa. Biết ta nghĩ gì không? Người nên ăn nhiều trái cây hơn. Hả? Sao hắn có thể? Sức mạnh của Stego đã chặn hết mùi hôi lại rồi. Tuyệt, Stego thật là giỏi. Thôi đi mà. Tuyệt vời. Mấy ép đá. Mấy tình ranh này, bờ bốc mùi, công suất cực đại. Các ngươi không thể nào chống lại sức mạnh ngay. Red, mau sử dụng viên đá khâu tiếp theo đi. Có lẽ sẽ sử dụng được năng lượng gương của nó làm lệch hướng những quả bơm bốc mùi. Thiên hạ biến hình. Red, để tôi giúp cậu. Cái gì vậy? Thật là đáng sợ mà. Red, bắt lấy cô ta đi. Được thôi. Gương Cauditeris S. Tốt lắm, một con khủng long nữa đã bị đánh bại. Mùi chiến thắng này ghê quá. Đúng vậy. Đứng lại, các cậu không thể vào đây. Các cậu nghĩ có thể bước vô đây với cái mùi như vậy sao? Thôi mà, tụi em vừa mới thắng một trận chiến siêu lớn và giờ đang đói bụng. Để cho tụi tôi vào ăn pizza đi mà. Không được, sẽ làm bốc mùi chỗ này đó. Nhưng tụi mình phải đi đâu đây? Tiệm rửa xe Dino Pizza. Đừng mà. Cứu mình chơi, mình đang chìm. Chờ một chút đã. Thật tuyệt chơi. Đúng vậy. Thời gian tắm rồi. Ok. Tiếp đi vậy. Rest. Đừng có nói gì hết. Bậc thầy Dino, hai người sẽ phải trả giá chuyện này. Tập 12, môn đồ của Vito. Xin hãy tha thứ cho tôi, thưa chúa tể Commosaurus. Tôi sẽ lấy viên đá thiên hạ cho ngài, tôi thề đó. Xin ngài hãy tin tôi đi. Cả
Aya. Tất cả là lỗi của ngươi, ngươi lại thất bại thêm một lần nữa. Lần này tôi sẽ thành công. Tôi sẽ tiêu diệt bậc thầy Dino và đem viên đá về cho ngài. Xem thử đi. Ấn tượng chứ, ta đã nâng cấp nô lệ Golem và tăng sức mạnh cho nó. Kaya, ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, đừng làm ta thất vọng nữa. Xin chủ nhân đừng lo cho tôi. Ta việc gì phải lo chứ, ta đã nói cơ hội cuối cùng thì ngươi phải hiểu lấy Kaya. Ngon quá đi. Ta mình cổ tài xuất sắc thiệt đó. Cổ tôi. Để tôi ăn giùm cho. Xin lỗi nhiều nha. Miếng cuối này của ta. Hình như Akan chịu làm bạn với Đắc Nô rồi. Nhưng mình không thích. Thôi mà, ông giúp chúng ta quá trời đó. Đúng đó, cho nên mình mới nói là bạn sẽ tốt hơn. Nô lệ Dino. Hắn đâu rồi? Cuối cùng chiến thắng thuộc về ta. Có chân. Không. Pizza mang về, ai sẽ đi giao hàng đây trời. Problem, chúng ta đâu? Bà, bánh pizza cháy quá rồi. Cô đừng có nói vậy chứ, thống trị thế giới một. Bà ơi. Lần này coi như ngươi may mắn, nhưng không có ai gặp may mắn hoài được đâu. Cấp độ 5 hợp nhất, chuông báo khởi động. Uchade hoàng đế, rào chắn âm thanh. Kaya, sao chị dám làm vậy với tiệm pizza chứ? Tôi sẽ không tha cho chị đâu. Nhanh lên, mau khóa chùm tia rồi lên trên đó. Được rồi, hợp nhất cấp độ 5, chuông báo khởi động. Ôi qua đi, siêu khổ. Đi thôi. Đúng rồi, lên đi nào. Để ta coi thử lần này ngươi có chiêu trò gì không. Chúng ta mau giúp họ đi. Đi nào. Chờ đã, các ngươi định lên đó để làm gì chứ? Thống trị thế giới mỗi lần một cái pizza. Nè, chờ ta với. Số phận thế giới nằm trong tay mọi người đó. Thôi, mau đầu hàng đi. Là các ngươi gây sự trước, ta sẽ cho các ngươi thấy đồ chơi mới với tuyệt chiêu giết người. Hàng đào đã phiên đá âm thanh. Gói nè. Nghe nè, tôi sẽ bao dây, còn cậu tấn công. Được đó. Nhanh lên. Sẽ ra thân, mau biến hình. Bóng vuốt laser. Đủ rồi, lên nào Amidolosaurus. Cái gì vậy? Có chân. Đừng mà. Đỡ nè, Uchade siêu phụ. Không. Red, cẩn thận. Mình phải ngăn cô ta. Đỡ lên. Đứng lên. Không, Amadi lôi châu chết. Cảm ơn, chút nữa thì tiêu rồi. Chắc chá. Đi sáng. Vũ khí của cô bị quý diệt rồi. Hết rồi Kaya. Đừng đắc chí quá. Đứng lên, Amadi lôi châu chết. Ở kia kìa, đó chính là Amadilosuchus. Chờ đã, Amadilosuchus.
Có phải mấy con thú đáng yêu bị nhốt trong quả cầu không? Để coi trong đây viết gì. Amedilosuchus có một chiếc giỏ cứng và có thể chui rất nhanh xuống đất nhờ có móng vuốt sắc nhọn. Đúng rồi, biến hình. Tyranno, biến hình. Phun lửa. Đi sáng. Ủa, hắn chặn hết rồi. Có chừng, nó chui xuống đất rồi. Ôi không, làm ơn dừng lại đi. Để ta kết thúc cho. Amadi lượt sầu chết. Cúp tua gái nhọn tấn công. Đuổi theo chút. Cẩn thận đó. Cảm ơn. Mọi người nghe nè, Amadilosuchus có thể tấn công từ dưới lòng đất bằng xúc tua gai nhọn của nó đó. Giờ đã tới lúc xử lý bọn chúng thôi. Wow, nó không thấy đường sao tấn công được. Thôi, nó sẽ nhận được sự trợ giúp. Nô lệ Golem dưới đó sẽ dẫn đường cho nó. Nghe chưa, chúng ta phải tiêu diệt nô lệ Golem. Được rồi, đi thôi. Tới lúc rồi, bụi trẫm gai nhọn tấn công. Wow. Được rồi, mau kết thúc thôi. Cứ vừa gai nhọn tấn công. Wow, không, không, không. Fred, Akan. Giờ chỉ cần lấy viên đá thiên hà nữa là xong. Hả? Chúng mất rồi. Chúng đi đâu chứ? Bọn tôi đây nè. Đi sang. Bông lửa. Thì không tin được sao họ làm được chứ. Họ chỉ mượn mũi khoan lòng đất của Amadilosuchus thôi. Chết giỏi quá. Giờ chị đã thấy hậu quả của việc không dọn dẹp rồi chứ. Để coi ngươi còn cười được nữa khi Amadilosuchus chết quay lại lòng đất nữa không. Lại nữa. Lần này chỉ có nô lệ Golem đi thôi. Đừng trốn nữa, tên hèn hạ. Mau lên đây và chiến đấu đi. Chờ đã, đường hầm sao? Chắc là... Nebrek, mấy cái đường hầm đó thông nhau có đúng không? Ừ, phải rồi. Tuyệt lắm. Akan, bao dùng thẻ Simoni Thosaurus lòng đất đi. Biến dùng khí ga dưới lòng đất. Có thể cùng lúc cho nổ tung tất cả mọi thứ. Ôi, chuyện đó cứu để cho mình. Nghe hay đó. Sinonithosaurus, lên. Sinonithosaurus, biến hình. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Amadilosuchus, tấn công. Coi chừng. Có sao không? Chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau. Tiến lên đi anh bạn. Được rồi. Thả bom rung chuyển trái đất. Bom khói Sino Nintosaurus. Khai quả. Cái mùi. Làm gì nào? Ngọn lửa chiến thắng. Chạy lên nào. Cầu lửa. Cuối cùng thì công lý luôn chiến thắng. Kaya, giờ không sao rồi. Hả? Bạn bè gây nhau cũng thường thôi. Hai chúng ta huề nha. Cậu vừa mới nói cái gì? Cậu đã quên Kaya tấn công tiệm pizza rồi hả? Chúng ta có thể xây nó lại là xong mà. Ba mình vẫn nói bạn bè là trên hết. Không có thứ gì quan trọng hơn bạn bè đâu. Muốn ăn pizza ngon thì phải ăn cùng với những người bạn. Một lũ ngu ngốc. Ta không thể tin nổi. Xin chào Vito. Ngươi chưa thua đâu Kaya. Là hắn. Ta đoán được từ trước rồi. Nhưng thật ra ta cần ngươi giúp đỡ một chút trong chiều cuối cùng này Kaya. Ủa? Ôi không, lại là gì nữa vậy? Red. Gì vậy? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ bắt được một trong hai. Kaya, đành tạm biệt hai ngươi. Ngươi và Andrade siêu khủng. Hả? Sao lại vậy? Hả? Ôi không, cái hãy gì? Đó là bom đó, chạy đi. Cái gì? Không, phải có cách cứu cậu ra chứ. Không, không được. Lùi lại.
Không về. Aiken, bảo vệ mọi người nha. Sao lại như vậy? Kể từ giờ, chúng ta sẽ đích thân xử lý mọi việc. Vito!